Và Giang xin kính chào các bạn nha. Hôm nay mùng 1 Tết ở trên bay bây giờ sương mù quá trời, cho nên giờ sương mù xuống mịt mù quá trời luôn nè, các bạn thấy không? Không có thấy đường đi luôn. Đó. Quá trời sương mù. Mình với em vợ mình đi ra ngoài tàu thánh, đang mình quay tàu thánh ra, mình đang đổ xăng. Đó. Coi sương mù mịt mù. Đường xe là chạy không thấy đường luôn nè các bạn. Quá trời sương mù mà. Đó. Giờ 7 giờ sáng mà sương mù cả này, không thấy đường, không thấy xe cổ luôn nè. Đó, bên đây gì nè, đó. Đầu này thì nó ấy là đó, coi như cánh đồng rồi. Đồng bây giờ mít mù sương luôn. Thấy không? Hai anh em mình ra thị xã kiếm gì ăn sáng lại đây. Một Tết mà không ai bán gì hết. Quá trời một thương, thương xuống quá. Thấy xe cô hai bên đập uống một Tết rất là lạnh. Hiện qua 7 giờ là nắng chang chang, bữa nay 7 giờ rưỡi mà sương chẳng còn nhiều. Có mặt trời lên là các bạn ơi, nhưng mà sương chẳng còn nhiều đó, mình tung luôn không thấy đường luôn. Vô nội ô Tây Ninh thì nó bớt sương mù hơn bạn ơi, nhưng mà bà con mình đóng cửa về quen Tết hết trơn rồi. Đây là tỉnh Tây Ninh, tất cả đóng cửa đang về quen Tết, chỉ có một vài quán cà phê mình đi kiếm phở ăn, bây giờ gặp phở may mừng quá, chạy từ nãy giờ mấy chục km mà không thấy một quán phở, bây giờ gặp quán phở quá mừng. Đó, phở may vô ăn phở đi. Đó, đây là phở may các bạn. Còn cảnh quán phở may các bạn. Đây là một tô phở rất ngon. Còn bây giờ mình đang làm là bỏ rau là vô trong tô phở. Khách vô rất đông mà. Mùng 1 Tết nhưng mà chủ quán vẫn mở cửa cho thực hiện cho khách vô rất là nhiều. Mình có thử cái phở rồi để ngon hơn các bạn. Đây là tô phở mình đã bỏ ra và nêm nếm xong, mình thử miếng thử ngon các bạn. Rất ngon, mùi thơm nó đậm đà. Đây là phở bò Tây Ninh. Các bạn muốn về Tây Ninh thì bạn ghé vào phở mai nha. Khách đông khách mùng 1 Tết mà các bạn. Đây là phở. Cho anh lấy hai đậu nữa. Đây. Rồi video mình tạm ngừng đây các bạn. Bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.